Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của bên điện máy Ruby của chúng tôi. Thì như ngày hôm nay thì bên điện máy Ruby của chúng tôi đang lên một cái dàn âm thanh sân khấu cho một anh khách hàng. Thì đây là cái tủ máy. Tủ máy thì gồm một bàn mixer đây là cọc CMS 1000. Tiếp theo là con siêu nguồn 8 line, con PA260, bộ micro Ruby cao cấp và một cái con main 1008W. Thì con này nó sẽ là 4 kênh. Nó sẽ quấn cho là một cặp loa phun đôi 40% và chép neo, và một cái cặp sub 50 đơn côn 100. Rồi bây giờ thì anh kỹ thuật viên canh nhạc xong rồi. Đó, bây giờ mình sẽ lên nhạc cho anh em. Gió buồn mây hương về làm không gian chờ tôi, khu phố xưa yêu tàn thì tay quân sẵn sàng. Vâng, sau khi chúng tôi set xong và chúng tôi đã hát thử thì như khi nãy là quý vị đang được thấy là anh Đô đang đứng gần rất là cái với là cái cặp loa phun đôi 40 phun đôi 40 từ 220%, thì đứng gần trước mặt loa thì nó không hú nha. Nói chung là hú thì muốn hú là hú, mà muốn không hú là không hú, đơn giản như vậy thôi. Còn như về bên cái thằng phun đôi mà 40% đó thì mình xin giải thích cho quý vị thêm một chút xíu là nó là cái thằng phun đôi 40 từ 220 và coi 100 và chép nó là chép neo. Tại vì sao mà mình sử dụng cái thằng chép neo thì như vậy, cái thằng phun thằng 40 4 bass 40 từ 220 coi 100, cái tiếng bass của nó thì cho lực là ok, nhưng mà cái tiếng ca tiếng mid của nó thì nó hơi tối lại chút xíu, cho nên thì mình sử dụng cái thằng chép neo để cho nó bù lại cái dải cái tiếng tối của cái tiếng trung của cái bass ở 40, thì là cho nên là mình sử dụng cái thằng chép neo đó là như vậy. Rồi còn tiếp theo là cái thằng bass sub sub là bên mình sử dụng là thằng sub hầm đơn 50 thôi đó, nhưng mà nó là vẫn là sử dụng côn 100, và bốn cái loa này là mình sử dụng đánh trên là một cái con main 4 kênh
1800W của bên mình vẫn thoải mái và ok nha. Thì còn như bây giờ là anh Đô là anh đang hướng dẫn cho khách hàng là sử dụng trên cái hệ thống là của cái dàn máy này đấy, sử dụng như thế nào. Và cái bàn mixer đây là cọt CMS 1000 này á, thì nó thực sự nó cũng là dễ chỉnh thôi đó, chứ nó không có phải là khó chỉnh gì đâu đó. Rồi còn như BA thì này kia thì mình canh chỉnh lại cho anh khách hàng chơi trong không gian hẹp, chật hẹp hoặc là ngoài trời như thế nào đó để cho nó phù hợp đó, để cho bài thêm chế độ nữa đó.